Mở gói này ra 700 tỷ huề vốn luôn mà. Không phải lo à? Không phải lo anh ạ. À, không phải lo đâu. Em yên tâm. CR7 back to back. CR7 back to back. Em thường hỏi là mình hay like ở đâu à? Đây, Olive. Livestream hàng ngày với rất nhiều nội dung độc quyền, độc đáo. Nhớ nha, Olive. Mr. Phóng à? M Phóng. M Phóng vừa ăn là 11.000. Tầm này khó nhỉ? Chả lẽ quay luôn? À, anh chơi nick này của Hồng thôi. Chơi biết đấy mà anh em. Chứ có phải chạy KPI gì đâu. À, nick này chưa quay em ạ. Nick này chắc là ngày mai bạn ấy mới đua top. Hoặc là bạn ấy sẽ chờ một cái ngày nào đó bạn đua top. Vì mỗi ngày là có hai khung giờ mà. Không đua hôm nay, đua ngày mai. Cái nick Pinky này là nick sở hữu con Golit LN cộng 8 anh em. 149 phải kéo đủ đi nhục. Ô, không đủ thật, 149 vòng không đủ thật, hắm vãi. Ồ, sự kiện này mất hơn 30.000 luôn ạ. À, quay ghê nhở anh em. Anh em thấy không? Full đấy luôn. Mình quay phải đến 31k. 31k tại sao? Quay 31k mới được 153 vòng anh em ạ. Đèn VL. Cái này có lấy TM không nhỉ? Nick của em có cần cái TM này không nhỉ? Lấy 8 cho nó vui nhá. TS này là từ cộng 3 cộng 5. 109 TS. Kéo vui lắm. Lấy cộng 8 cho nó vui này. Vì mấy gói này nó cũng là mốc thấp. Xin chào Antono. NTG với lại gói 150 này nó cũng như nhau. Có này ra bát rô cái ở có quả phôi. Xin chào Minzy. Quả phôi cực xịn luôn. Back to back. Oh, gói LOL hay là gói cap nhỉ? LOL mà top 100 thì hơi lởm. Gói cap mua top 50 ra cũng không hơn mấy. Top 100 của LOL toàn hàng lởm á. Lấy cap ngon hơn chứ. Cái FA của gà này. Hết rồi. Ok. Giờ qua về bú thôi. Cái này là 31.000 FC cơ mà. Nick này quay 31.000 mới full vòng. Chứng tỏ là toàn quay vào cái một nhót anh em. Như thế là được cái gì đây anh em? 940 nhỉ? 940 tỷ BP tươi. Mở phát 1.000 tỷ luôn. Với 31.000 FC thì thẻ mở ra nó phải cỡ bao nhiêu ta? Cái số lượng thẻ này phải mở ra 1.000 nữa. Phải mở ra 1.000 tỷ nữa. Thì mới gọi là đạt điểm huề vốn. Rồi để tôi mở. Ui dồi ôi. 229 gói từ 3 đến 8 này. Nhiều VL ấy em ạ. 200 mấy chục gói. Ô, ta mở gói to trước. Ta cứ mở gói to trước nhá. Nhiều quá. 93 cậu 1 tỷ thoải mái nhưng không xả hết được. Ừ đúng rồi, tầm này thì khó xả. Cho nên nó mở rác nhiều quá, chợt hò mất. EBS không hy vọng nhiều. Qua đường hầm đã là VIP. Ô qua thật. CB Vertong Hen à. Hello. Không, Underveren à. Gói 93 mở ra con 99. Lộc đã về tay rồi. Lộc đã về tay rồi anh em ơi. Con 93 mở con 99 là dấu hiệu của sự hồi hương lên hương rồi. Mà cái này gói này thì ra con cộng 4. Dấu hiệu toa.
96 cộng. Đầu xuôi đuôi chuột. Mà ôi chết mẹ rồi. Ờ con này bị phích giá anh em ạ. Gói 96 mở ra con 100. Con này phích giá. Ui vãi. Ô, con này tính giá phôi là cũng được ấy chứ. Đâu có ai đâu. Gà phích ghê vãi. Tỷ số 115 mà tính giá phôi thì nó cũng phải được tầm 50 chứ nhỉ. Tôi cứ cho 40 đi. Gà phích ghê vãi. Khô máu luôn. Phích quả đấy khô máu quá. Rồi bây giờ mở gói này ra con bát rô. Đấy. Mở con này ra con bát rô. Bát rô bô giáp. Cấy. Ui giời. Đi quên mê rồi anh em ơi. Đi quên mê. Tỷ số 99. Hơi phèn. Đi quên mê hơi phèn. Nào gói 1 lít nào. Gói 1 lít MBS nào. Mở ra 1 lít nào. Mở ra 1 lít nào. Mở. Gulit. Ui cửa anh à. Cửa anh LM Postco. Mean option. Fuck yeah. Sao xả ra man này 20 tỷ. Quá này ra khờ Valat Kheria. Gỡ phát sao nào. Tỷ số 119. Argentina RB. Yeah. Cái gì đấy bố của Min à. Bố của Min à. Vãi ca nồi. Molina. Xong rồi anh em ơi. Cái này là phải đua top để gỡ rồi. Nào gói này mở ra Lê Văn Đỗ. Pele vui vẻ cũng được. Cái này thì bây giờ nhiều anh em sở hữu cậu Táo lắm rồi. Nhiều anh em sở hữu cậu Táo lắm rồi. Người Ý à? Ôi trời ơi, Neta rồi. À đéo được, đéo được Neta luôn ạ. À. Còn đéo được Neta. Vãi nồi. Chế Linh. Chế Linh có bằng thạc sĩ. Khóc con mẹ luôn. Bố của phôi. Gà rán cố tình bẫy rồi. Gà rán cố tình bẫy anh em rồi. Gà rán phích giá như này anh em đua top. Mở ra rất nhiều con VIP mà chả làm gì. Mang vào đập thẻ lại mất hết. Chơi này khô máu quá. Chơi này khô máu quá anh em ơi. LOL. Đờ thua mát được. Romero rồi. Romero rồi. Hả? Nó lại cũng đéo được Romero. Hôm nay đọc lệnh sai hơi nhiều. Đọc Neta thì nó là Chế Linh. Đọc Romero thì nó ra con đé gì đây. Mở gói này ra 700 tỷ huề vốn luôn mà. Không phải lo à. Không phải lo anh ạ. À, không phải lo đâu. Anh em yên tâm. CR7 back to back. CR7 back to back. Ú giời. Tôi bỏ mẹ rồi. Ba lít. Con này ở giữa bảng xếp hạng thôi. Không ngon cũng không dở. Con này ở giữa bảng xếp hạng. Không quá dở nhưng mà không ngon. Nói chung phải chăm dọn rác. Nhưng vấn đề bây giờ là dọn rác này không ấy được. Không thanh khoản được. Cả dám xả mùa FA. FA 101 thì cũng không ngon lắm nhỉ. Mẹ mày nuôi.
này. Đủ con mẹ bố đầu vệ luôn. Vãi nồi, con này min luôn anh em ạ. Trời ơi, vòng sự kiện của em tôi. Ôi mở thẻ này tổn thọ quá anh em ạ, mất ngủ. Tôi đánh giá là cả dán làng của sự kiện này là hơi hợt. Tôi đánh giá là đây là một sự kiện hơi hợt nhá. Cả dán cần phải sửa ngay. Cả dán chơi này là không được. Đây đây, quán này quá. Ăn nhau về cuối không phải lo hả, quán này ra rô béo. Là gỡ hết. Cờ Brazil. ST. Ồ, cái đẹp. Alonso hay là Xavi? Xavi. Thế Linh bán có được bù không? Điều đó bây giờ chúng tôi không quan tâm. À, mất ngủ luôn ạ. Nhìn thấy con Eric Garcia nó mất ngủ mẹ luôn anh em. Gà rán xả mùi FA. Vãi cả nồi thật. Buồn quá, tôi thấy có lỗi quá. Tôi đi nằm luôn đây anh em ạ. Tôi đi nằm luôn này. Đi nằm luôn này. Em thường hỏi là mình hay live ở đâu ạ? Đây, Olive. Livestream hàng ngày với rất nhiều nội dung độc quyền, độc đáo. Nhớ nhá, Olive. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.